Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho các bạn gọi là hai cái siêu phẩm. Hai chiếc xe này có thể nói là đi đầu trong tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz cũng như là nền công nghiệp ô tô trên thế giới. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz Maybach, và bên phải của Duy là Maybach S450 4MATIC và bên trái của Duy là Maybach S680 4MATIC. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái hai chiếc xe này, xem nó giống nhau và khác nhau như thế nào. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là hai cái chiếc xe Maybach S450 và Maybach S680 hầu như là y chang nhau hết các bạn. Chỉ có một điểm rất là nhỏ để mà phân biệt giữa hai cái chiếc xe này, đó là khu vực này các bạn. Một cái chi tiết màu đen bóng, nhưng đối với trên Maybach S680 của chúng ta là màu chrome bóng luôn. Có nghĩa là khi mà nhìn về phần đầu xe các bạn thì các bạn sẽ thấy cái đầu xe của cái chiếc xe Maybach S680 này có nhiều cái chi tiết mạ chrome hơn. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ thấy cái khu vực lưới tản nhiệt giữa hai cái chiếc xe này đều là giống nhau, cũng có logo Mercedes-Benz và một cái đường gân trên nắp capo này, các bạn thấy không? Hai chiếc xe y chang nhau, không khác gì hết. Đó, về phần đầu xe thì chủ yếu đó là sự khác biệt giữa hai cái chiếc xe này. Đó, đi sang bên hông một chút xíu, các bạn sẽ thấy là phần mâm xe của Maybach S680 sẽ là mâm 21 inch và Maybach S450 là mâm 12 inch, thì cái kiểu mâm nó cũng sẽ khác nhau. Đó, thì các bạn thích cái mâm nào hơn các bạn? Đối với Duy, bạn Duy sẽ rất là thích cái bộ mâm của chiếc xe Maybach S450 này, bởi vì là các bạn thấy là cái bộ mâm này các bạn nhìn nó rất là cổ điển ha, nó rất là giống với lại những cái chiếc xe Mercedes-Benz từ thời xa xưa đó. Và khi mà cái chiếc xe Maybach S450 này lăn bánh ở ngoài đường các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó cảm giác nó rất là uy nghi, nó rất là quyền lực ha. Đó, bộ mâm nó toát lên một cái sự đẳng cấp của một cái chiếc xe đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái phần hệ thống treo xe giữa Maybach S450 và Maybach S680 đều sử dụng hệ thống treo khí nén E-matic các bạn, đều là giống nhau ha. Hai chiếc xe này có một cái sự êm ái giống nhau luôn, nó sẽ không khác nhau gì hết. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy khu vực này của Maybach 680 chúng sẽ có logo V12, trong khi đó thì Maybach S450 thì chúng ta sẽ không có cái gì ở đây hết ha. Tiếp theo nữa thì nhìn bên hông như thế này các bạn, nếu mà tháo cái logo V12 ra ha, cũng như là thay cái bộ mâm lại, thì các bạn nhìn từ bên hông các bạn sẽ không biết đâu là cái Maybach S450 cũng như là Maybach S680, bởi vì là chiếc xe có cùng một kích thước, có cùng một cái thiết kế, có tất cả những cái gì đều là giống nhau hết ha. Cột chữ B của xe Maybach thì đặc trưng lúc nào cũng là mạ chrome bạn. Thì khi chúng ta nhìn từ bên hông như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái khoang trước, khoang sau của cái chiếc xe nó được tách hẳn ra hoàn toàn luôn. Và cái khu vực VIP hoặc là cái khu vực mà đặc trưng trên những dòng xe Maybach, đó là cái khu vực ở cửa sau này các bạn. Mở cái cửa này ra các bạn sẽ thấy rất là khác so với những cái cửa xe của những cái chiếc xe S-Class thông thường. Thì cái cửa của chúng ta là cửa vuông ha, cửa vuông thẳng mép xuống. Khi mà chúng ta bước vào trong xe các bạn thì nó có một cái thế rất là thoải mái ha, không phải là khom người hay là ưỡn người đó, chúng ta chỉ cần bước vào đã vào được bên trong của chiếc xe rồi ha. Đây là một cái chi tiết mà coi như chỉ có trên Maybach chúng ta mới có ha. Maybach S680 và Maybach S450 đều là giống nhau hết. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần cửa xe của chiếc xe S-Class thông thường. Ở đây thì Duy có để một cái chiếc xe S450 4MATIC. Thì phiên bản này là phiên bản luxury các bạn, chiếc này được nhập khẩu từ Thái Lan ha. Đó, về phần ngoại hình thì các bạn sẽ thấy là Maybach như là S-Class thông thường bạn thì cũng gần như có chung một cái thiết kế thôi ha. Đó, nhưng cái khu vực cửa này nè các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác với lại Maybach ha. Đây, cửa xe thì chúng ta vẫn giống như là những cái cửa xe thông thường thôi, nó được bo tròn ở đây. Đó, chỉ có một cái chi tiết này thì hầu như là rất là khó để mà biến cái chiếc S-Class thành một cái chiếc Maybach ha. Những cái chi tiết mà vừa rồi như thấy là phần cản xe, phần mâm xe, phần cột chữ B các bạn, thì hầu như là chiếc S450 phiên bản tiêu chuẩn này đều có thể làm được giống như chiếc Maybach. Nhưng ở cái khu vực khoang sau các bạn của một chiếc xe ha, chiều dài của một chiếc xe thì không thể nào làm được ha. Khu vực cột C các bạn cũng thấy là sẽ có hai cái logo Maybach ở hai bên ha. Đó, 680 và 450 của chúng ta đều có. Cả hai cái chiếc xe này đều được đánh lái ở phần trục bánh sau. Nhưng đối với Maybach S450 các bạn thì chúng ta sẽ cho một cái góc đánh lái lên đến 10 độ. Trong khi đó thì Maybach S680 này chúng ta đánh được 4,5 độ thôi. Có nghĩa là cái góc đánh lái ở bánh sau của chiếc xe Maybach S680 này nó sẽ bị nhỏ hơn so với S450.
Đó, các bạn biết tại sao các bạn? Bởi vì là cái phần mâm xe của cái chiếc xe Maybach S680 này nó sẽ to hơn, là mâm 21 inch và bề rộng lớp nó lên đến là 265. Trong khi đó thì cái Maybach S450 của chúng ta thì cái mâm là mâm 20 inch thôi và bề rộng của lớp là 255. Có nghĩa là khi mà chúng ta đánh lái mà đánh xa nó quá nhiều đó các bạn, thì nó sẽ bị cạ vào trong cái thành của chiếc xe. Cho nên đó là lý do tại sao cái phần mà đánh lái trục bánh sau của Maybach S680 này nó hạn chế hơn so với là Maybach S450. Các bạn có tìm ra được cái điểm gì khác biệt giữa hai chiếc xe này không? Hầu như là nếu mà Duy che cái logo này lại giữa hai chiếc xe các bạn thì các bạn không có biết đâu là Maybach 680 và đâu là Maybach 450 ha. Vì hầu như tất cả những cái chi tiết ở phần đuôi xe đều là giống nhau hết 100%. Ở phần ngoại thất của chiếc xe thì các bạn sẽ thấy toàn bộ cái khu vực kính khoang sau của hai chiếc xe Maybach này các bạn đều là sử dụng kính màu đen và cách nhiệt, hay còn gọi là kính tối màu các bạn nha. Đó, và kính xe là kính xe hai lớp cách nhiệt và cách âm phản xạ tia hồng ngoại, hầu như là không có khác gì hết ha, chỉ khác một cái điểm nhỏ xíu và Duy vừa mới đề cập đến các bạn thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của hai cái chiếc xe này xem nó khác nhau như thế nào nha. Bây giờ Duy sẽ mở cửa khoang lái của chiếc xe Maybach S450. Thì ngày hôm nay là Duy chọn là cái phần màu sơn đen ở ngoài cũng như là nội thất màu kem cho chiếc xe Maybach S450. Thì về phần nội thất giữa hai cái chiếc xe Maybach 450 và Maybach 680 thì nhìn chung các bạn không có khác gì nhiều hết, gần như là giống nhau hết. Hầu như là tất cả những cái tính năng về giải trí của cái chiếc xe Maybach S450 nó như thế nào thì cái Maybach 680 đều có như vậy ha. Các bạn sẽ thấy là bàn đạp bê đan của Maybach S450 được bọc mặt chrome và có cái logo Maybach Đó, một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà làm cho cái chiếc xe nó cũng rất là sang trọng ha. Đó, tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là cái phần gỗ của Maybach S450 là gỗ màu đen và có những cái đường viền ha, đường viền màu trắng này các bạn. Nhưng mà đối với Maybach S680 thì được làm chi tiết bằng gỗ màu nâu và cũng có những cái đường viền gỗ như thế này ha. Nó chỉ khác cái chất liệu gỗ thôi. Đó, còn lại thì nó cũng là y như nhau hết. Cái màn hình táp lô cũng như là màn hình giải trí đều là giống nhau các bạn, vẫn là màn hình 3D ở đây ha, và màn hình này là màn hình OLED cho một cái trải nghiệm coi như là rất là tuyệt vời, cũng như là màu sắc trên cái màn hình của hai cái chiếc xe này đều là giống nhau và rất là sắc nét các bạn nha. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy cái khu vực đèn LED này. Đó, thì đối với trên chiếc xe Maybach mới được trang bị cái đèn LED chủ động như thế này các bạn. Đó, đây là một cái đèn LED mang tính chất là trang trí thôi, nhưng mà rất là nhiều những khách hàng bên Duy cực kỳ thích cái đèn LED này. Đó, và trước đây các bạn thì đối với những cái chiếc xe S-Class tiêu chuẩn các bạn nhập từ Đức về thì có cái tính năng này nhưng mà cũng bị cắt đi bởi vì linh kiện trên thế giới nó bị thiếu ha. Cho nên là đối với những chiếc Maybach mới được trang bị cái đèn LED thích ứng này. Đó, và cái nội thất của chiếc xe Maybach này về đêm nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với lại chiếc xe S-Class thông thường ở cái khu vực đèn LED này các bạn. Một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà làm cho cái hiệu ứng cũng như là cái phần cảm xúc của người ngồi bên trong chiếc xe này nó cũng sẽ rất là khác ha. Đó, về phần chất liệu giữa cái da của cái xe Maybach S450 này với lại Maybach S680 cũng sử dụng chung một cái loại da các bạn, đó là da Nappa Exclusive. Đây là cái loại da mà có thể nói là cao cấp nhất hiện tại bây giờ của những cái chiếc xe Mercedes-Benz. Khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế, chúng ta cảm giác là cái ghế nó rất là mềm, nó rất là êm, rất là thoải mái và dễ chịu ha. Chiếc xe Maybach S450 và 680 đều được trang bị cái tính năng là làm mát ghế cũng như là sưởi nóng ghế ha. Đó là những cái tính năng hầu như là tiêu chuẩn trên những cái dòng xe rất là cao cấp rồi. Thật ra những tính năng này Duy nói thì nó cũng sẽ hơi bị thừa. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái logo Maybach phát sáng nè. Khi chúng ta mở cửa ra, đó, chúng ta sẽ thấy một cái chữ Maybach phát sáng lên giống như là chào đón chúng ta ha. Cửa sổ trời toàn phần vẫn là hai cái chiếc xe đều là giống nhau hết đó các bạn. Và cái cửa sổ trời toàn phần này nó sẽ khác với lại cái chiếc xe Maybach trước đây các bạn, cái phiên bản 2019-2020 thì cửa sổ trời này chúng ta có thể là đổi màu từ màu tối sang màu sáng hoặc là màu sáng sang màu tối, nhưng đối với Maybach 680 cũng như là Maybach 450 phiên bản mới này thì chúng ta lại không được trang bị tính năng đó. Thực sự nó cũng đây là một cái tính năng rất là hay ha, nhưng mà Duy nghĩ chắc cũng ở Việt Nam mình ít khi sử dụng bởi vì hầu như là chúng ta đều đóng cái rèm này lại rồi.
Hiện tại bây giờ là Nhi đang ngồi ở khu vực VIP của cái chiếc xe Maybach S450. Thì các bạn sẽ thấy là với cái thiết kế nội thất của cái chiếc xe Maybach phiên bản mới này, các bạn, nó rất là khác so với lại cái phiên bản trước đây. Các bạn thấy là những cái chi tiết, những cái thiết kế bây giờ nó hầu như rất là tối giản ra. Nó giống như là một cái dải liền mạch với nhau ha, rất là gọn gàng luôn. Đó, trước đây thì các bạn sẽ thấy là khu vực này nó thiết kế nó không có gọn như thế này đâu. Đó, nhưng mà đối với phiên bản này nó thiết kế cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Chỉ có một cái tấm phẳng ở đây. Ở đây nó có một cái đường led chạy ở đây là xong ha. Sẽ các bạn có thể là mở cái nắp này ra bằng một cái nút điện ha. Hai bên đều có hai cái nút nè. Đó, nó rất là tối giản luôn. Đó, thì đối với cái tính năng này thì hầu như hai cái chiếc xe của chúng ta đều có giống nhau hết. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy cái Maybach S450 cũng như là Maybach S680, chúng ta đều được cái trang bị cái cửa điện ở phía sau. Có nghĩa là khi mà chúng ta đóng cửa và chúng ta mở cửa thì chúng ta có thể là bằng một cái nút bấm ở trên này ha. 450 và 680 đều có ha, đóng cửa nè. Cái khu vực này của chiếc xe Maybach S450 thì là chỗ này là một cái học tủ thôi các bạn. Đó, có thể là thông ra phía sau. Nhưng đối với Maybach S680 thì chỗ này là một cái chi tiết tủ lạnh ha. Đây là một điểm khác biệt giữa chiếc xe Maybach S450 và 680. Khu vực tựa tay thì các bạn sẽ thấy là có một cái màn hình để chúng ta có thể là điều khiển những cái màn hình giải trí này. Nó thay vì là chúng ta phải chồm lên các bạn, chúng ta sẽ bấm hoặc là chúng ta có thể là yêu cầu anh tài xế điều chỉnh máy lạnh, điều chỉnh nhạc, điều chỉnh volume hoặc là cài đặt. Thì chúng ta sẽ không cần làm cái việc đó các bạn. Thì chúng ta có thể điều khiển bất kỳ những cái tính năng gì ở cái màn hình phía trước hoặc là hai cái màn hình phía sau này thông qua cái màn hình ở cái khu vực này. Thì đối với Maybach S450 và Maybach 680 vẫn được trang bị giống nhau ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở dưới cái chỗ để tay này thì sẽ có hai cái bàn gấp làm việc cho hai bên. Đó, thì đây là những cái nét đặc trưng ở trên những cái chiếc xe Maybach các bạn. Chỉ có những chiếc xe Maybach của chúng ta mới có cái này. Đối với trần xe của cái xe Maybach S450 và trần xe của 680 đều được trang bị bằng một cái chất liệu da. Thì cái da này bên Duy gọi là da Dynamica. Thì các bạn nhìn giống rất là giống như da lộn á. Thì đối với cái da này thì thông thường chỉ được trang bị trên những cái trần xe của những cái chiếc xe rất rất là cao cấp thôi. Còn đối với những cái chiếc xe mà thông thường bên Duy các bạn thì khu vực này được trang bị bằng nỉ ha. Thì đối với cái da Dynamica này khi mà chúng ta ốp lên trần các bạn thì các bạn thấy nó sẽ sang trọng hơn. Một cái điểm khác nhau lớn nhất ở trong khoang nội thất của chiếc xe Maybach S680 này và Maybach S450 là ở phần âm thanh các bạn. Chiếc xe Maybach S680 này được trang bị bộ loa 2N4D các bạn nha. Các bạn nhớ là 4D, công suất là 1350W cho 31 loa. Đó, thì với những anh chị nào mà yêu thích âm thanh các bạn, coi như là chơi high-end này nọ, rất là bị thuyết phục giữa cái chiếc xe Maybach S450 và Maybach S680 này ở cái phần âm thanh thôi. Khi mà chúng ta ngồi vào trong cái chiếc xe này các bạn thì cái hệ thống âm thanh 4D này nó giống như là chúng ta đang ngồi ở trước một cái sân khấu ha. Tạo những cái hiệu ứng, nó có tổng cộng là 8 cái exciter gắn ở trong 4 cái ghế này các bạn. Nó tạo những cái hiệu ứng rung. Đó, âm thanh nó sẽ phát ra từ lo ha, rồi những cái exciter nó tạo hiệu ứng rung nữa, cho nên là cái cảm giác chân thật của một cái bài hát thì chúng ta cảm nhận được rất rất là tuyệt vời trên cái chiếc xe Maybach S680 này. Một điểm coi như là rất rất là ấn tượng trên cái nội thất của chiếc xe Maybach S680 và chỉ Maybach S680 của chúng ta mới có được trang bị cái bộ âm thanh này thôi. Và hầu như tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại của chúng ta đều không có ha, và duy nhất trên chiếc 680 này thôi. Và một điểm nữa là giúp cho khách hàng lựa chọn cái chiếc xe Maybach S680 này và sẵn sàng bỏ hơn 8 tỷ đồng nữa để lấy cái chiếc xe 680 này, bởi vì cái phần động cơ các bạn, đây là động cơ V12 6.0 lít, công suất lên đến là 612 mã lực. Thì với những cái chiếc xe trang bị cái động cơ V12 này các bạn thì nó rất rất là ít trên thế giới luôn các bạn. Hầu như là số lượng mà sản xuất động cơ V12 này nó sẽ không có bao nhiêu hết. Và các bạn biết rồi ha, đối với cái động cơ 6.0 lít V12 này có một cái mức thuế mà đóng thuế tại thị trường Việt Nam các bạn nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với động cơ 3.0 đó. Đó, nhưng mà bù lại các bạn, cái tiếng âm thanh phát ra từ cái động cơ này khi mà chúng ta nổ máy thì nó cho một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Ok, bây giờ Duy sẽ thử nổ máy cái chiếc xe Maybach S680 với cái động cơ V12 này cho các bạn xem. Các
các bạn có thấy là cái tiếng âm thanh mà khi chúng ta nổ máy cái chiếc xe Maybach S680 này không? Thì đây là một cái điểm mà không thể nào mà cái chiếc xe Maybach S450 đó làm được các bạn. Cho dù thế nào nữa, cái xe Maybach S450 các bạn thay cái bộ mâm, các bạn có thể là thay cái phần lưới tản nhiệt ở phía trước này các bạn, nó y chang như một chiếc 680, hoặc là các bạn có thể gắn cái logo W12 bên hông này. Nhưng mà khi mà chúng ta nổ máy lên thì đây là một cái điểm mà không thể nào mà cái chiếc xe Maybach S450 biến thành cái chiếc xe Maybach 680 được. Quy lực từ cái động cơ W12 này nó phát ra rất rất là tuyệt vời. Các bạn thấy nè, đây là cái động cơ V12 của chúng ta ha. Nó có hai cái chữ V12 ở hai bên nè, logo Maybach ở giữa nè. Đó thì tại sao cái chiếc xe Maybach S680 này nó giá nó đắt rất là nhiều hơn so với Maybach 450 các bạn? Bởi vì cái phần động cơ ha. Cái động cơ này nó sản xuất với số lượng coi như là rất là ít. Các bạn biết rồi ha, cái sản phẩm gì mà bán ra thị trường với số lượng rất là ít thì lúc nào cái giá của nó cũng mắc hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì cái động cơ của chiếc xe Maybach S450 này, đây là động cơ sản xuất hàng loạt của Mercedes-Benz. Và hầu như là các bạn thấy là những cái chiếc xe GLS nè, GLE nè, hoặc là S sedan của chúng ta thì đều được trang bị cái động cơ 3.0, đều là giống nhau hết ha. Đó là động cơ sản xuất hàng loạt, còn đây là động cơ sản xuất với số lượng rất rất là giới hạn. Vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem sự khác biệt giữa Maybach S450 và Maybach S680. Thì các bạn thấy là cái phần giống nhau thì nó rất là nhiều, nhưng cái phần khác nhau thì nó không bao nhiêu hết. Chủ yếu là khác ở cái phần động cơ, hệ thống âm thanh và tủ lạnh. Nhưng khách hàng sẽ bỏ thêm 8 tỷ đồng nữa, thay vì là chỉ bỏ 8 tỷ đồng để lấy cái chiếc xe Maybach S450, nhưng chúng ta sẽ trả thêm 8 tỷ đồng nữa là 16 tỷ để lấy Maybach S680. Thì các bạn xem với những cái chi tiết khác vừa rồi thì với 8 tỷ thì nó có hợp lý không? Các bạn có thể là comment cho Di biết nha. Ok, bây giờ Di sẽ xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái chiếc xe Mercedes-Benz hoặc là Maybach 450 hoặc là Maybach 680 này, thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 091 465 3979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.